chúng ta đang tìm kiếm một cơ hội, chúng ta đang mong chờ một cái sự bứt phá, chúng ta đang mong chờ một cái sự thay đổi mới, phải không ạ? Và Kim Thanh nhấn mạnh với các anh chị là tại sao cần lựa chọn Mayland. Kim Thanh nhấn mạnh là chữ cần ý ạ. Chúng ta cần phải lựa chọn Mayland đấy các anh chị ạ. Không phải là lên chọn đâu ạ. Lên chọn nó chỉ là một lời khuyên hoặc là một lời gửi gắm bình thường thôi ạ. Nhưng mà Kim Thanh nhấn mạnh rằng chúng ta cần lựa chọn Mayland các anh chị. Bởi vì Mayland nó là một cơ hội khổng lồ, một cơ hội lớn lắm các anh chị ạ. Lớn vô cùng lớn ạ. Và Kim Thanh sẽ cùng với các anh chị, chúng ta đi giải quyết cái vấn đề, chúng ta đi sâu vào thẩm thấu và cùng nhìn nhận thấu đáo tại sao Mayland lại là một cơ hội lớn như thế, tại sao chúng ta lại cần phải chọn Mayland nhá các anh chị. Thế thì có phải là đâu đó một trong số hoặc là một vài người hoặc là có thể rất là nhiều người trong Zoom của chúng ta đang có một cuộc sống gì ạ, khó khăn và lợi lần, đúng không các anh chị? Và đâu đó chúng ta chưa có được cái chất lượng cuộc sống như mình mong muốn. Kim Thanh tin chắc là gì ạ? Tất cả chúng ta đang ngồi trong Zoom đều có một vài cái điểm chung nào đó. Và gì ạ? Và hầu như là chúng ta gì ạ? Mong muốn một cái chất lượng cuộc sống cao hơn, mong muốn một cái sự bứt phá lớn hơn, mong muốn một cái sự thay đổi tốt đẹp hơn cho cuộc sống của mình, của người thân của mình. Phải không các anh chị? Đó. Thế thì gì ạ? Chúng ta mong muốn thoát ra khỏi những cái khó khăn hoặc là những cái loay hoay hoặc là những cái nó còn gọi là cái sự tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì gì ạ? Thật sự ấy, là chúng ta mong cầu một sự bứt phá. Chúng ta mong cầu một cái cơ hội lớn thật sự. Chúng ta cần mà phải không anh chị? Chúng ta cần một cơ hội lắm chứ. Và đây ạ, rõ ràng là gì ạ? Chúng ta đang ở đây. Chúng ta cần một cơ hội. Và gì ạ? Cái cơ hội đó, nó là cái điểm tựa, nó là cái bản lề, nó là cái gì ạ? Bàn đạp giúp chúng ta bứt phá hơn. Chúng ta sẽ sở hữu một lượng tiền như mình mong muốn, một lượng tài sản giá trị như mình mong muốn. Đúng không ạ? Thưa các anh chị, đó, thế thì gì ạ? Một cái bước đệm, một cái gọi là trước khi tiền đến, trước khi giá trị đến với chúng ta thì chắc chắn đấy ạ, chắc chắn là chúng ta phải có một cơ hội đấy, các anh chị ạ. Chứ không thể nào mà cuộc sống của mình đang như này mà tự dưng mình bứt phá lên được, tự dưng mình có thể giàu có, tự dưng mình có thể thịnh vượng được. Đúng không cả nhà? Nếu mà đúng ạ, các anh chị hãy comment nhé, comment cùng với Kim Thanh ạ, đúng hoặc là rất đúng. Đó, thế thì gì ạ? Chúng ta cần một cơ hội lớn thật sự nhé. Và ngay sau đây, anh chị em chúng ta cùng nhau đi nhìn nhận, phân tích, nhận định xem rằng là gì ạ? Mayland có phải là cơ hội lớn thực sự hay không? Và Kim Thanh xin được chúc mừng các bạn, các cô chú và các anh chị đã có mặt trong Zoom của Mayland tối nay. Chúc mừng chúng ta đã biết đến cơ hội Mayland ạ. Và khi mà Kim Thanh làm những cái video nói về Mayland, tại sao Kim Thanh lại tâm huyết như thế? Tại sao Kim Thanh lại tự tin mãnh liệt như thế rằng là Mayland sẽ thành công, rằng là Mayland sẽ là một cơ hội khổng lồ với bất cứ ai đủ duyên và biết đến Mayland? Thế thì gì ạ? Mayland nó thực sự là cơ hội lớn các anh chị ạ. Chúc mừng tất cả chúng ta nhé. Và chúng ta hãy cùng comment vào phòng chat đi ạ. Là gì ạ? Chúc mừng chúng ta, chúc mừng Mayland, chúc mừng cơ hội lớn đến với cuộc đời của chúng ta, các anh chị nhé. Vậy thì ạ, ngay sau đây Kim Thanh sẽ chứng minh cùng với các anh chị. Rõ ràng khi Kim Thanh hoặc bất kỳ một chuyên viên nào của Mayland hoặc bất kỳ một ai trong cái cộng đồng Mayland nói với các anh chị rằng Mayland là một cơ hội cực kỳ lớn, các anh chị sẽ phải phản biện lại. Tại sao lại là cơ hội lớn? Tiêu chí nào? Đúng không ạ? Chứng minh đi. Tại sao lại nhận định rằng Mayland lại là cơ hội lớn như thế? Thế thì đây ạ, ngay sau đây Kim Thanh sẽ cùng chia sẻ với các anh chị những cái tiêu chí lựa chọn như thế này nhé. Và Kim Thanh áp dụng cái bộ công thức nhận định đỉnh cao của thế giới. Thưa các anh chị, đây là bộ công thức 5W1H mà toàn cầu nhé các anh chị, các bậc thầy, các tiền bối, các tỷ phú đều áp dụng cái công thức đỉnh cao này. Đó là công thức 5W1H. 5W1H nó gồm những chữ gì và nó biểu hiện cho điều gì? Thưa cả nhà mình ạ, đây ạ, chữ W đầu tiên ạ, đó là chữ where. Ở đâu? Chúng ta chọn một cơ hội, chúng ta chọn một cái dự án để đầu tư, chúng ta chọn một nơi để khởi nghiệp hoặc là tái khởi nghiệp cái sự nghiệp trở lên thịnh vượng của mình, thì chúng ta cần phải hiểu là chúng ta chọn nó ở đâu, đúng không các anh chị? Và trả lời cho cái câu hỏi này đó là công ty nào, tổ chức nào. Đó, cái chữ W thứ hai đó là chữ what, có nghĩa là cái gì, sản phẩm gì. Cái chữ W thứ ba nữa là who, tức là ai, lãnh đạo là những người như thế nào, cộng đồng ra làm sao. Đó, chữ thứ tư đó là chữ how, đây là chữ h, có nghĩa là gì ạ, như thế nào, phương thức đầu tư ra làm sao, hình thức của nó như thế nào. Và thứ năm đó là gì ạ? When, khi nào, thời điểm, nó có thực sự là cơ hội hay không,
nó có thực sự là cái lúc mà mình cần phải tham gia và mình cần phải gì ạ, chấp lấy cái cơ hội này ngay hay không. Đó các anh chị nhé. Và cuối cùng tại sao phải lựa chọn? Rõ ràng rồi, đây chính là cái câu trả lời cho cái việc là gì ạ? Tất cả anh chị em chúng ta đều mong cầu một cái gì ạ? Chất lượng cuộc sống tốt hơn, một cái việc là gì ạ? Chúng ta sẽ được bứt phá về tài chính, về dòng tiền, về thu nhập của mình và gia đình mình trong tương lai. Các anh chị nhé. Đó, Maylen nó có 5 cái tiêu, chúng ta cùng đi nhìn nhận 5 cái tiêu chí này ở Maylen để gì ạ? Chúng ta cùng chứng minh rằng là Kim Thanh và các anh chị em khi mà tham gia Maylen đều yêu Maylen thế. Ai cũng nói rằng là Maylen là một cơ hội thực sự lớn, cơ hội thực sự khổng lồ, và nếu mà ai bỏ qua ấy, thì vài năm nữa thôi, 2 hoặc 3 năm nữa thì Maylen quả là một cái thứ xa xỉ đối với họ, họ không thể nào với tới được. Thưa các anh chị, tiêu chí đầu tiên ạ, where, ở đâu? Rõ ràng đúng không ạ? Khi mà chúng ta đầu tư, chúng ta góp tiền, chúng ta khởi nghiệp hay là tái khởi nghiệp hay là cùng chung tay với anh chị em bạn bè để làm lên một cái cơ nghiệp mới, đúng không ạ? Thì chúng ta phải lựa chọn nó ở đâu, ở công ty nào, tổ chức nào. Và thưa các anh chị, Maylen ạ, là một công ty của Việt Nam của chúng ta. Maylen phát triển một nền tảng công nghệ và gì ạ? Và với một cái khao khát cháy bỏng đó là gì ạ? Phát triển nền tảng công nghệ tư trí tuệ của người Việt, tạo ra một cái sản phẩm mang thương hiệu Việt nhưng mà tầm cỡ thế giới. Đây ạ, đây là cái những cái thông tin căn bản nhất là Maylen là công ty về công nghệ, phát triển nền tảng công nghệ về hệ sinh thái công nghệ bất động sản Maylen. Và đặc biệt các anh chị ơi, Maylen ứng dụng những cái công nghệ hiện đại tiên tiến nhất hiện nay, đó là blockchain, big data và AI, trí tuệ nhân tạo. Và điều nữa là gì ạ? Maylen là công ty đại chúng nhé các anh chị nhé, đại chúng ạ. Và hình ảnh cái gì ạ? Cái thông báo trở thành công ty đại chúng của Maylen đây ạ, là từ tháng 7 năm 2020. Đó, hiện tại thì Maylen đang có hơn 300 nhân sự, hơn 300 cán bộ công nhân viên đang ngày đêm dồn tâm huyết của mình, dồn trí tuệ của mình tạo ra cái sản phẩm, hoàn thiện cái hệ sinh thái công nghệ bất động sản Maylen và phát triển cái sản phẩm, phát triển cái công ty của mình. Cộng với là gì ạ? Hơn 26.000 các nhà đầu tư, những con người mà gì tin tưởng, gửi gắm, yêu thương Maylen và cùng chung tay với doanh nhân Hoàng Mai Trung. Thưa các anh chị, tiếp nữa là Maylen có hồ sơ pháp lý đầy đủ các anh chị nhé. Trong phạm vi thời gian ngắn thì Kim Thanh không sâu ra đây hết được với nhà mình những cái giấy phép hoặc là những cái gì ạ? Cái chứng nhận của các cái cơ quan nhà nước, thì các anh chị em nhà mình hãy tìm hiểu sâu hơn trong trang web maylen.com và qua những cái tài liệu của anh em bạn bè của mình gửi nhé các anh chị. Đó, thế thì đây là cái tiêu chí đầu tiên mà Kim Thanh cùng đi với các anh chị, chúng ta giải quyết xong nhé các anh chị nhé. Chúng ta giải quyết xong cái tiêu chí đầu tiên, đó là gì ạ? Công ty nào? Đó là trả lời cho chữ W đầu tiên, đó là chữ W. Đó, tiêu chí thứ hai ạ, what, sản phẩm gì, đúng không ạ? Nó có đi đúng xu thế hay không, đúng hướng không, liệu nó có tiềm năng hay không? Khi mà sản phẩm hoàn thành rồi ra thị trường, đúng không ạ? Ra thế giới thì có được chấp nhận hay không? Có được người dùng trải nghiệm, có được người dùng dùng hay không? Đó, thì thưa các anh chị, sản phẩm công nghệ của Maylen không chỉ đơn thuần là một sản phẩm đơn ạ, mà nó là một hệ sinh thái công nghệ bất động sản. Nó gọi là một nền tảng, gọi là đa nền tảng đấy các anh chị, đa nền tảng đấy ạ. Nó rất là tuyệt vời. Và đây ạ, như vừa nãy cô chú và các anh chị nghe bạn Trần Tùng review một chút xíu trong vòng 30 phút về cái sản phẩm của Maylen, nó chưa thể là nói hết được những cái tính năng tuyệt vời ở trong đó. Và các anh chị cũng vừa nghe bạn Sơn ấy, chính là kỹ sư công nghệ, là gì, một trong những người mà gì kiến tạo làm nên cái sản phẩm đó, thì các anh chị hiểu rằng là gì ạ, cái Maymap nó rất là tuyệt vời. Và Maymap nó là chỉ là một, anh chị nhé, một trong 26 sản phẩm thế này thôi ạ. Và 26 sản phẩm công nghệ này tạo lên hệ sinh thái công nghệ bất động sản. Và nó sẽ giúp cho cái việc là gì ạ? Giải quyết những cái vấn đề khó khăn, giải quyết những cái vấn đề tồn tại trong lĩnh vực bất động sản, và giúp cho cái việc lưu thông, thanh khoản, giao dịch bất động sản tiến đến nhanh hơn, thuận tiện hơn. Đó, đây ạ, các anh chị. Maylen ra đời để giải quyết những nỗi đau, giải quyết những nỗi đau của thị trường bất động sản bằng công nghệ. Thế thì chắc chắn là các anh chị cũng đồng ý với em là trong lĩnh vực bất động sản nó quá nhiều vấn đề ạ, nó rất phức tạp và nó có rất là nhiều những nỗi đau, nó có rất là nhiều những khúc mắc. Chắc chắn chúng ta đã nghe ở đâu đó về cái việc là gì ạ, có những người tích cóp cả đời mua phải mảnh đất, mua được mảnh đất nhưng mà lại mua phải mảnh đất dính vào khu quy hoạch.
khu không khu quy hoạch mà không được xây dựng nhà ở chẳng hạn, hoặc là có những người tích cóp mãi bao nhiêu năm mới được một số tiền, đúng không ạ, đặt cọc để mua một căn hộ hay một mảnh đất nào đó thì lại bị gì ạ, bị gia chủ là họ không trung thực bằng một cái sổ đỏ thôi, nhưng mà họ lại nhận đặt cọc của 5-6 người, thậm chí cả 10 người. Đó là một cái sự gì ạ, gian dối và vân vân, rất là nhiều những cái nỗi đau, rất là nhiều những cái vấn đề nó xảy ra, những cái khó khăn ở trong lĩnh vực bất động sản. Và gì ạ, Mayland ạ, Mayland ra đời là vì vậy, với cái gì ạ, với cái tầm nhìn, với cái sứ mệnh và với cái việc là nhìn thấu đáo ở những cái góc khuất ở trong cái lĩnh vực bất động sản. Cho nên là chủ tịch Hoàng Mai Trung cùng với các cộng sự, cùng với tất cả các cán bộ công nhân viên của Mayland mong mỏi ra đời cái sản phẩm nền tảng công nghệ này gì ạ, ứng dụng vào bất động sản để giúp cho cái lĩnh vực bất động sản của chúng ta trở nên minh bạch hơn, văn minh hơn và giao dịch thuận tiện hơn, không có tốn kém thời gian nhiều, không tốn công sức nhiều, không tốn chi phí nhiều, nhưng mà gì ạ, mọi cái vấn đề, mọi nỗi đau đều được giải quyết, thưa các anh chị. Và đây là cái hình ảnh ạ, hình ảnh cái app Mayland ở trên điện thoại nhé. Ở trên web thì là cái trang web của chúng ta, như vừa nãy bạn Trần Tùng chia sẻ, đó là trang web mayland.com. Còn ở trên app thì các anh chị vào App Store hoặc là CH Play, chúng ta tải cái gì ạ, cái app Mayland về để chúng ta trải nghiệm và chúng ta sử dụng. Nếu như mà chúng ta có nhu cầu giao dịch bất động sản thì chắc chắn rồi, Mayland sẽ là một cái công cụ hữu hiệu giúp các anh chị giao dịch thuận tiện, tốt hơn, nhanh hơn, giảm thiểu mọi chi phí hơn. Nhưng mà nếu như các anh chị không có nhu cầu về giao dịch bất động sản thì các anh chị cũng biết đến rằng ạ, đây là một nền tảng công nghệ phục vụ cho bất động sản. Và Mayland ấy, nghĩa của nó là make money from land, kiến tạo giá trị, kiến tạo tiền của từ bất động sản. Và các anh chị hãy tải về máy của mình ạ, đây là một nền tảng công nghệ của người Việt Nam của chúng ta, trí tuệ của người Việt của chúng ta. Và thưa các anh chị, định hướng của Mayland ấy, không chỉ là phát triển ở trong nước mà khi hoàn thiện sản phẩm sẽ chuyển giao công nghệ phát triển cả thị trường quốc tế nữa. Nó giống như Grab ấy. Các anh chị hình dung nhé, Grab nó là của Malaysia, nhưng khi nó vào thị trường Việt Nam thì nó gần như nó chiếm lĩnh cái thị trường taxi vận tải của Việt Nam. Và mỗi một tháng thì Grab thu được cái nguồn thu và đem về Malaysia là đến gần 1.000 tỷ. Các anh chị ạ, các anh chị có nhìn thấy là cái tiềm năng của sản phẩm này của chúng ta không ạ? Và thưa các anh chị, với cái app như thế này trên điện thoại, chúng ta có thể ngồi ở bất cứ đâu để chúng ta có thể diện vào app Mayland tìm kiếm thông tin bất động sản hoặc là diện giao dịch bất động sản. Đó, các anh chị có thể ngồi ở Hà Nội tìm kiếm thông tin mua nhà hoặc thuê nhà, thuê đất ở Phú Quốc. Các anh chị có thể ngồi ở thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm hoặc là giao dịch bất động sản với tất cả các tỉnh thành khác. Đó. Hoặc là em Kim Thanh đang ngồi ở Hà Nội, em Kim Thanh muốn gì ạ, tra cứu thông tin quy hoạch của một cái bất động sản nào đó ở khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy đấy các anh chị, hoặc là gì ạ, có những cô chú anh chị quan tâm đến bất động sản ở cái khu vực nào đó, chúng ta có thể ngồi tại nhà mình vào app Mayland để gì ạ, tìm kiếm thông tin hoặc là tìm kiếm cái hồ sơ mang tính pháp lý của cái bất động sản đó, vân vân. Tức là mọi cái nhu cầu của các anh chị trong cái việc là trước khi diễn ra giao dịch bất động sản, chúng ta được giải quyết, chúng ta được cung cấp đến tận nơi mà gì ạ, không mất nhiều thời gian, không mất nhiều công sức, tiết kiệm được rất là nhiều cái việc là chúng ta phải di chuyển, tiết kiệm được cả những cái chi phí nữa. Điều đó có tuyệt vời không các anh chị? Vậy thì với một cái sản phẩm, với một cái những cái tính năng tuyệt vời, trả lời cho chữ what, trả lời cho cái sản phẩm như thế này, thì các anh chị có cảm thấy là nó là tuyệt vời không ạ? Nó là một cái sản phẩm công nghệ đi đúng xu thế, đi đúng thời đại và giải quyết được ở trong cái lĩnh vực mà đem lại nhiều tiền của nhất cho các quốc gia các anh chị. Các anh chị có đồng ý với em ở Việt Nam hay là ở các nước khác nhỉ? Thì lĩnh vực bất động sản là cái lĩnh vực mà đóng góp rất là nhiều vào ngân sách. Các cái gì ạ, dòng tiền, các cái giao dịch bất động sản nó tạo ra cái lượng tiền lưu thông rất là nhiều. Đúng không ạ? Chắc chắn đấy ạ. Đó, thế thì gì ạ? Kim Thanh muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là với chữ What, các anh chị hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn tin tưởng và gì ạ? Tự hào nữa các anh chị nhé. Tự hào về một cái sản phẩm này đấy ạ. Và gì ạ? Báo cáo với cả nhà là với một cái nền tảng công nghệ như thế này ạ, thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn nữa thôi, khi mà hoàn thiện đầy đủ 26 sản phẩm, nó tạo thành một cái đa nền tảng khủng khiếp, thì mọi nhu cầu của các anh chị về bất động sản đều được cung cấp, thì chắc chắn là Mayland sẽ có một cái dòng tiền, dòng doanh thu nó đổ về qua cái app của chúng ta cực kỳ lớn. À đó, các anh chị nhé. Đấy là tiêu chí thứ hai, đó là chữ what, là chữ V kép thứ hai. Và tiêu chí thứ ba, đó là gì ạ? Who, chữ V kép thứ ba là who, ai, lãnh đạo nào, thuyền trưởng nào,
cơ trưởng nào, người đứng đầu doanh nghiệp, người gì ạ, đứng đầu cái dự án này, người mà sáng lập ra cái dự án này là ai? Thưa các anh chị, đây là anh Hoàng Mai Trung, sinh năm 1976, anh ấy tuổi Bính Thìn, là một con người vô cùng giỏi về cả hai lĩnh vực. Anh ấy là chuyên gia về công nghệ thông tin và đã từng được những cái giải thưởng rất là lớn về công nghệ thông tin, về thương mại điện tử từ những năm 2006, 2007, 2008. Sau đó thì anh ấy tiếp tục sang cái lĩnh vực bất động sản và anh ấy làm chuyên gia trong bất động sản khoảng 10 năm. Chính vì đi sâu vào lĩnh vực bất động sản, chính vì hiểu thấu được những cái phức tạp, những cái vấn đề trong bất động sản cần phải giải quyết mà anh ấy khao khát, anh ấy đau đáu một nỗi niềm rằng là gì? Làm sao để đưa công nghệ vào bất động sản? Làm sao để khiến cho tất cả những cái giao dịch bất động sản trở nên minh bạch, trở nên thông suốt mà không xảy ra một sự cố gì, không xảy ra một nỗi đau gì, không có một gọi là một cái gì chuyện lừa đảo hay là gian dối trong bất động sản cả. Đó các anh chị, chính vì cái điều đó mà anh ấy thiết kế ra gì ạ, một cái gì ạ, cái nền tảng về hệ sinh thái công nghệ bất động sản bên em. Và hay là như này các anh chị, hay là gì, anh ấy giỏi về công nghệ, anh ấy lại giỏi về bất động sản, cho nên anh ấy kết nối cái ngôn ngữ từ công nghệ vào bất động sản, anh ấy kết nối những cái tính năng mà gì nó từ chi tiết cho đến lớn trong bất động sản đấy, nó rất là tuyệt vời. Vậy thì với một người thuyền trưởng như thế này, với một con người có tài năng như thế này, bình thường ở công ty, ở văn phòng thì Kim Thanh cùng với các anh chị em lúc nào cũng rất là ngưỡng mộ anh ấy. Và gì ạ? Nhận định rằng anh ấy là một người có đủ tâm, tầm, tài, trí và đức. Vậy thì với một cái con người như thế này, với một lãnh đạo như thế này thì chúng ta có cảm thấy là tin tưởng không ạ? Anh chị comment đi nhé, anh chị hãy comment vào phòng chat ạ. Tuyệt vời đi ạ. Và báo cáo với các anh chị ạ, đúng ạ, hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Và Hoàng Mai Trung chắc chắn anh ấy là một nhân tài của quốc gia đấy ạ. Các anh chị có nhìn thấy cái khuôn mặt dị tướng của anh ấy không ạ? Cái khuôn mặt nó hơi khác một chút và cái tai nó rất là đẹp. Và anh ấy được mệnh danh là gì ạ? Jack Ma của Việt Nam đấy ạ. Jack Ma đúng không? Là ông chủ của Alibaba của Trung Quốc. Và Hoàng Mai Trung thì được gọi là Jack Ma của Việt Nam. Các anh chị nhá. Đấy, đấy là cái tiêu chí thứ ba. Các anh chị nhá, chúng ta cứ tham chiếu những cái tiêu chí mà gì ạ, đỉnh cao để vào Mayland để chúng ta cùng nhìn nhận Mayland nó là cơ hội lớn như thế nào. Tiếp theo ạ, tiêu chí thứ tư. Đây, Kim Thanh tin là với cái tiêu chí này chúng ta rất là quan tâm, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy rằng là một công ty tuyệt vời rồi, công ty đại chúng rồi, một cái công ty đi đúng hướng rồi, sản phẩm đúng xu thế rồi, sản phẩm rất là nhiều tính năng tiện ích và chắc chắn khi mà sản phẩm ra thị trường sẽ được người dùng đón nhận. Người dùng còn khao khát muốn dùng ấy các anh chị ạ. Người dùng người ta chỉ cần ngồi ở nhà thôi, người ta có thể làm được mọi việc trong giao dịch bất động sản. Chắc chắn là người ta mong muốn dùng. Và cái sản phẩm đấy ạ, khi mà người dùng người ta dùng ấy ạ, người ta sẽ được nâng tầm của họ hơn. Chính họ khi tiếp cận với công nghệ, họ sẽ được nâng lên về trí thức, nâng lên về tầm nhìn và họ gì, họ sẽ hiện đại hơn. Rõ ràng là như vậy, đúng không ạ? Và rồi ạ, cái người lãnh đạo nữa, tuyệt vời rồi. Thế thì các anh chị sẽ đặt câu hỏi. Phương thức như thế nào? Đầu tư ra làm sao? Đúng không ạ? Và gì ạ? Chúng tôi muốn chung tay, chúng tôi muốn góp tiền thì chúng tôi phải làm như thế nào? Thì thưa các anh chị, hình thức là gì ạ? Ở đây là chúng ta góp tiền cùng doanh nhân Hoàng Mai Trung. Chúng ta cùng nhau phát triển công ty nhá các anh chị nhá. Cùng nhau phát triển hệ sinh thái công nghệ bất động sản Mayland. Sau đó là gì? Chúng ta cùng nhau khai thác giá trị. Chúng ta cùng nhau sẻ chia những quyền lợi. Đó. Từ mà cái nền tảng công nghệ bất động sản Mayland đem lại cho chúng ta. Và khi cô chú cùng với các anh chị góp tiền, chúng ta chung tay, chung sức cùng với doanh nhân Hoàng Mai Trung, thì chúng ta quản trị cái tài khoản của mình ở trên trang web hoangmaitrung.com, là cái tên mà gì của chính chủ tịch luôn, của chính người sáng lập ra cái dự án này luôn. Các anh chị nhé. Và Kim Thanh muốn chia sẻ với các anh chị đó là như thế này. Đây ạ, các anh chị hình dung giúp Kim Thanh, đây là cái số vốn gốc ban đầu của mình. Đó các anh chị nhé, chúng ta góp giống như là chúng ta rủ nhau góp tiền làm một cái nhà hàng này, hay là gì, xây một cái nhà máy sản xuất nước, hay là sản xuất vật liệu xây dựng, hay là sản xuất đồ gỗ chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là xây dựng một cái doanh nghiệp phát triển cái gì đó. Thế thì ở đây là cũng vậy, nhưng mà ở đây chúng ta chung tay nhau để chúng ta phát triển một cái công ty mang cái gì ạ, mang tầm cỡ quốc tế đó các anh chị nhé. Và đây là cái số vốn gốc ban đầu của chúng ta. Thế thì gì ạ, khi chúng ta góp vào, chúng ta cùng nhau chung sức chúng ta phát triển, thì doanh nghiệp phát triển đến đâu, công ty phát triển đến đâu, lớn đến đâu, thì gì ạ? Cái số vốn ban đầu của chúng ta ấy, nó tăng đến đó, nó tăng lên là theo cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp đó các anh chị nhé. Đấy, thế thì gì ạ, sau đó là gì ạ, chúng ta sẽ được có cái dòng doanh thu của công ty và doanh nghiệp, có cái gì ạ, dòng tiền doanh thu đổ về trừ hết đi các khoản chi phí,
đúng không ạ? Nộp thuế cho nhà nước xong là chúng ta sẽ được chia gì ạ? Chia lợi tức. Chúng ta hay gọi là lợi tức hay là cổ tức hay là tiền lãi đấy, hàng kỳ đấy các anh chị nhé, hàng kỳ. Thì cái lợi tức này chi hàng kỳ thì có thể là một quý, có thể là 6 tháng một lần, có thể là một năm một lần, đúng không ạ? Nếu như cô chú anh chị nào mà đã và đang sở hữu những cái cổ phần của các cái công ty mà có limit trên sàn chứng khoán thì các anh chị sẽ hiểu được là chúng ta được chia cổ tức như thế nào, đúng không ạ? Tuyệt vời không ạ? Đây là một cái hình thức mà gì ạ? Các anh chị ơi, đoàn kết, đại đoàn kết thì chắc chắn thành công đại thành công. Ở Mainland đang có Chủ tịch Hoàng Mai Trung, đang có hơn 300 nhân sự và cộng đồng Mainland bây giờ đang có rất 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 nhiều những nhà đầu tư, những con người mà yêu quý Mainland, những con người mà nhìn thấy tiềm năng, nhìn thấy một nền tảng công nghệ tuyệt vời của Mainland đều đang cùng chung tay góp sức để phát triển lên cái hệ sinh thái này các anh chị ạ. Cho nên ạ, là Kim Thanh cũng như là các anh chị em ở công ty và các thành viên trong cộng đồng Mainland đều một lòng tin tưởng và dị hướng về phía trước, hướng về tương lai, hướng về cái đích là chúng ta chắc chắn sẽ thành công và thành công rạng rỡ đấy ạ, thành công lớn đấy các anh chị. Đó, và gì ạ, cái số vốn gốc ban đầu, cái số tiền ban đầu chúng ta góp, nó mặc dù nó có thể là lớn, nó có thể là bé, nó có thể là nhỏ nhoi thôi, nhưng mà nó sẽ phát triển, tăng trưởng cùng với công ty của chúng ta. Các anh chị nhé, nó sẽ lớn vô cùng đấy ạ. Và gì ạ, đây là cái lợi tức mà chúng ta có thể được chia hàng kỳ khi mà gì ạ, công ty đi vào hoạt động ổn định. Rồi ạ, đấy là cái tiêu chí thứ tư các anh chị nhé, đó là gì ạ, đó là như thế nào. Và cái tiêu chí thứ năm ạ, tiêu chí thứ năm các anh chị ơi, đây là cái tiêu chí vô cùng quan trọng. Các anh chị hãy cùng với Kim Thanh đi sâu vào cái tiêu chí này nhé. Đó là chữ when, chữ W thứ năm là when. Thời điểm nào, khi nào, chúng ta đang ở giai đoạn 5 các anh chị ạ. Chúng ta đang ở giai đoạn 5, góp tiền cùng doanh nhân Hoàng Mai Trung để phát triển công ty. Và gì ạ, và chúng ta chỉ có 6 giai đoạn thôi. 4 giai đoạn đầu đã qua rồi. Ở giai đoạn 5 là 2.943 đồng một mây. Mây, chúng ta hiểu nó là chỉ số giá trị của doanh nghiệp. Và khi liêm yết lên sàn chứng khoán thành công thì một mây này tương ứng với một cổ phiếu nhé. Và nó được gọi là một cổ phần của công ty cổ phần tập đoàn Mainland. Các anh chị nhé. Và giai đoạn 6 nó sẽ là 16.000 một mây. Thế thì gì ạ? Chắc chắn rồi ạ. Các anh chị sẽ nhìn thấy cùng với em đó là gì ạ? Đây là thời điểm vàng. Thời điểm mà 2.943 đồng một mây. Giai đoạn 6 sẽ là 16.000 đồng một mây. Thưa các anh chị, đây ạ, đây là một cái ví dụ minh họa để chúng ta hãy cùng nhìn nhận xem ngày hôm nay chúng ta biết đến Mainland, ngày hôm nay chúng ta tham gia Zoom cùng với Mainland. Chúng ta đang ở cái giai đoạn mà có 2.943 đồng một mây thôi, nó chưa bằng một cốc trà đá. Thì có phải rằng đó là một cơ hội quá lớn đối với chúng ta hay không? Đây ạ, chúng ta đang ở cái mốc là năm 2021. Các anh chị nhé, ở giữa năm rồi, chẳng mấy mà Tết năm 2022 đâu ạ. Đó, thế thì ạ, chúng ta đang ghi nhận là 2.943 đồng một mây. Và Kim Thanh ví dụ là đây ạ, chúng ta có một cái số vốn gốc ban đầu là 50 triệu. Thì chúng ta sẽ sở hữu một cái lượng mây là 16.990 đồng. À xin lỗi ạ, 16.990 mây. Đó, và khi mà chúng ta IPO ở Việt Nam năm 2022 thì cái giá mây nó sẽ là 32.000 đồng. Khi đó, cái số vốn gốc 50 triệu của chúng ta nó tăng lên thành 543 triệu. Các anh chị nhớ, tăng lên thành 543 triệu. Và gì ạ? Tiếp theo khi mà chúng ta IPO ở Hồng Kông vào năm 2024 thành công thì cái giá mây nó sẽ được gì ạ? Được tăng trưởng lên là thành 501.000 một mây. Khi đó cái số vốn gốc từ 543 triệu để chúng ta tăng lên thành 8,45 tỷ các anh chị ạ. Các anh chị ơi hãy nhìn nào, 50 triệu thời điểm 2021 mà nó có thể tăng lên 8,45 tỷ vào 2024 sau khi IPO ở Hồng Kông thành công. Với cái gì ạ? Với cái tốc độ tăng trưởng tài sản tăng 169 lần nhá các anh chị, tăng 169 lần. Có phải là lớn hay là quá lớn ạ? Kim Thanh tin là các anh chị sẽ nghĩ rằng nó là quá lớn chứ không phải là lớn đâu ạ. Và thưa cả nhà mình, đây chính là tốc độ tăng trưởng của một công ty công nghệ nhé các anh chị nhé. Tốc độ của công nghệ nó nhanh như thế nào? Thì tốc độ tăng trưởng của công ty công nghệ nó thường là như vậy đấy các anh chị ạ. Nó sẽ có những gọi là cái sự đột phá kinh khủng đấy ạ. Đó, thế còn gì ạ? Nếu như chúng ta có 100 triệu thì sao? À, chúng ta sẽ sở hữu là 33.980 mây. Các anh chị nhé, khi mà IPO ở Việt Nam năm 2022 thì diện con số đó nó tăng lên là 1,08 tỷ. Đây là cái số vốn gốc của các anh chị tăng trưởng lên do cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Và IPO ở Hồng Kông xong rồi năm 2024 thì con số đó nó sẽ là 16,9 tỷ. Thưa các anh chị,
16,9 tỷ, gần 20 tỷ rồi đấy ạ. Và Kim Thanh tin là cái con số này ạ sẽ có rất là nhiều cô chú và các anh chị trong cuộc đời của mình chưa bao giờ mình chạm tới nó, chưa bao giờ mình được sờ thấy nó. Thật sự đấy ạ. Vậy thì Kim Thanh nói với các anh chị rằng đây có phải là một cơ hội khổng lồ không ạ? Và đây không phải là cái việc mà công ty hay là doanh nghiệp hay là dự án Nam cái gì để trả lãi cho chúng ta. Không ạ, đây là sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng ta góp vốn, chúng ta nuôi một đứa trẻ từ lúc nó lấm chấm biết đi, khi nó trở thành một chàng thanh niên hay là một cô gái, thì cái giá trị của chàng thanh niên và cô gái là vô cùng lớn. Thì Maylen cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta chung tay, chúng ta góp sức từ khi Maylen còn đang lấm chấm biết đi, lấm chấm biết chạy, đến khi mà Maylen trở thành một cô gái, họ dự thi hoa hậu rồi, một chàng trai diện lang vương rồi, thì rõ ràng là cái tổng tài sản của chúng ta phải tăng lên. Đúng các anh chị, đây là sự tăng trưởng thực tế và một sự tăng trưởng đáng ngưỡng mộ. Và rất là nhiều các doanh nghiệp, rất là nhiều các công ty mong muốn có được cái sự tăng trưởng này đấy ạ. Đó, các anh chị nhìn cho em nhé, các anh chị hãy ghi nhớ cho em ngày hôm nay là 2.943 đồng một mây. Và chúng ta đang ở thời điểm vàng. Và em nhấn mạnh tiếp ạ, thời điểm vàng của chúng ta, vàng và trở thành kim cương nữa là chỉ có mấy ngày thôi ạ. Từ hôm nay cho đến ngày 30 tháng 6, chúng ta đang có những cái gói góp. Các anh chị có thể với cái gì ạ, cái nguồn tiền của mình, tùy theo cái ví của mình, các anh chị có thể bắt đầu góp từ một cái số vốn tối thiểu dành cho những người từ ít tiền cho đến nhiều tiền, cho đến gì ạ, mức bậc trung lưu từ 50 đô thôi, từ hơn 1 triệu các anh chị đã có thể sở hữu, đồng sở hữu trở thành cổ đông của một công ty công nghệ, đó là Maylen. Và với các cái gói góp từ 50 đô đến 5.000 đô thì các anh chị được tặng thêm là 1%. Đó. Với cái gói góp từ 5.000 đô đến 20.000 đô chúng ta được tặng 2%. Các cái gói góp từ 20 cho đến 50.000 đô chúng ta được tặng 4%. Và 50.000 đô đến 100.000 đô được tặng 6%. Trên 100.000 đô chúng ta được tặng 8%. Thưa các anh chị, cái số tặng thêm này chỉ có còn đến ngày 30 tháng 6 ạ. Đến ngày 30 tháng 6 thôi là cái số tặng thêm, phần trăm tặng thêm này nó khả năng là nó sẽ không còn nữa. Nó sẽ không còn nữa. Và tiếp theo ạ. Tổng kết 6 tháng đầu năm hoạt động của công ty có một tốc độ tăng trưởng gọi là đáng khích lệ, đáng ghi nhận và rất là vui. Thế thì gì ạ? Maylen và doanh nhân Hoàng Mai Trung dành cái điều tuyệt vời này tri ân và tặng cho các cái nhà đầu tư, tặng cho những anh chị em thành viên chúng ta cùng chung tay góp sức để đẩy nhanh con thuyền Maylen đến đích hơn. Đó là gì ạ? Đó là tặng thêm 5% nữa các anh chị ạ. Tặng thêm 5% mây. Tất cả các cái góp tặng thêm 5% mây chỉ từ ngày, còn từ ngày hôm nay cho đến ngày 30 tháng 6 thôi ạ. Và như vậy, các anh chị hãy nhìn cho em nhé. 5% mây này này, đó, cộng với các cái phần trăm tặng thêm ở các cái khung gói góp này. Như vậy chúng ta sẽ gì ạ, được tặng thêm là từ 6% cho đến 13% tùy theo gói góp của mình. Và Kim Thanh nhấn mạnh lại với các anh chị rằng cái điều tuyệt vời này nó chỉ còn từ nay cho đến 30 tháng 6 thôi. Và em cũng bật mí thêm ạ, bật mí thêm với nhà mình. Đó là gì ạ? Sang đầu tháng 7 nhá. Là gì ạ? Giá ghi nhận mây nó sẽ tăng lên ạ. Nó không còn ở cái giá 2.943 đồng nữa. Vì sao? Vì doanh nghiệp sau một thời gian phát triển, nó đã có sự tăng trưởng rồi. Thì đương nhiên mây nó cũng phải được ghi nhận tăng lên. Do đó, ngày hôm nay, các cô chú và các anh chị góp gói chung tay cùng với doanh nhân Hoàng Mai Trung phát triển hệ sinh thái công nghệ bất động sản Maylen. Chúng ta vô cùng được lợi. Các anh chị ơi, 5% tặng thêm mây cộng với 1 cho đến 8% các cái gói góp ở cái chương trình cũ. Đó, và chúng ta sở hữu mây ở cái giá là 2.943 đồng. Kim Thanh tạm gọi là giá cũ nhé. Và đến đầu tháng 7 thì công nghệ nó nhảy số, thì bất cứ lúc nào các anh chị, bất cứ lúc nào nó sẽ tăng trưởng lên một cái bao nhiêu phần trăm đó. Thế thì khi đó là chúng ta phải diện nhiều tiền mà được ít mây. Còn ngày hôm nay chúng ta chỉ cần ít tiền thôi mà đã được nhiều mây rồi. Và Kim Thanh vẫn nói với mọi người rằng tiền nó chỉ là tiền thôi. Nhưng mây nó sẽ tăng trưởng 169 lần các anh chị trong vòng khoảng độ 2 đến 3 năm. Đó có phải là một cơ hội quá là khổng lồ không thưa các anh chị? Chúng ta hãy cùng đặt bút nhé. Các anh chị hãy đặt bút ghi vào sổ cùng với Kim Thanh ạ. Ngày hôm nay 1 đồng, 3 năm tới nó sẽ là 169 đồng. Ngày hôm nay 1 triệu, 3 năm tới nó sẽ là 169 triệu. Chúng ta làm gì? Chúng ta làm chủ doanh nghiệp hay chúng ta đầu tư vào lĩnh vực nào để có được cái sự bứt phá đó? Chính vì vậy mà Kim Thanh mới nói với anh chị rằng đây là một cơ hội quá lớn và nó là cơ hội lớn nhất. Lớn nhất đấy thưa các anh chị. Và đây là một dự án thực,
một cái thì thương hiệu Việt, một cái trí tuệ Việt và sản phẩm Việt của chúng ta. Đó các anh chị nhé, chúng ta hãy cùng chớp cái thời điểm này nha. Tiếp theo nữa, cái cuối cùng mà Kim Thanh muốn nói với các anh chị, ngày hôm nay chúng ta tham gia Zoom của Mayland ạ, nó nằm trong cái đường ống đào tạo, nằm trong cái hệ, trong cái đường ống Mayland System. Ở Mayland có một môi trường gọi là môi trường tam bảo, đó là cái môi trường mà gì, thầy giỏi, bạn tốt và sách hay. Ở đây chúng ta học hỏi được nhau, chúng ta yêu thương nhau, đoàn kết, và chúng ta sẽ có được những cái giá trị tuyệt vời, không chỉ về tiền bạc, không chỉ về sự thịnh vượng, mà nó còn là kiến thức, nó còn là tư duy, nó còn là cả một cái hệ tư tưởng. Và gì ạ, chúng ta sẽ tạo lên được những cái giá trị lớn lao thật sự. Và các anh chị không chỉ bứt phá về tài chính, các anh chị còn bứt phá về cái việc là phát triển bản thân mình đấy ạ. Đó các anh chị nhá. Và chắc chắn chúng ta đồng ý với em Kim Thanh rằng môi trường thì tạo ra suy nghĩ tạo ra cảm xúc tạo ra hành động tạo ra thói quen tạo ra tính cách, và tính cách thì tạo ra số phận. Chắc chắn với cái môi trường tuyệt vời này, với những con người nhiệt huyết ngày đêm lan tỏa chia sẻ dự án này, ngày đêm gì ạ, hoàn thiện sản phẩm, ngày đêm mong mỏi một cái mục đích, đó là gì ạ, tạo ra một công ty về công nghệ mang thương hiệu Việt, từ trí tuệ Việt nhưng tầm cỡ thế giới, để gì ạ, để khi mà thế giới người ta tải cái app Mayland về điện thoại, người ta bảo à, Mayland là của Việt Nam, Mayland là from Việt Nam, đến từ Việt Nam. Các chị có thấy tự hào không ạ? Tự hào hay là rất tự hào ạ? Các chị ơi, người Việt của chúng ta vô cùng giỏi, giỏi lắm ạ. Đó, chúng ta hãy nhìn nhận thấu đáo vào những cái điều đó. Tại sao mà rất là nhiều người yêu Mayland? Bởi vì nó chúng ta là phần Việt. Đó các anh chị nhá. Và gì ạ? Hãy cùng nhau đồng hành cùng doanh nhân Hoàng Mai Trung. Em Kim Thanh chỉ muốn nói với nhà mình rằng đây là một cơ hội thực sự lớn. Kim Thanh đã chứng minh với các anh chị bằng công thức đỉnh cao rồi, đó là công thức 5W1H. Kim Thanh không nói suông, và Kim Thanh không phải là nói bằng những cái gì ạ, cái mà nó không có căn cứ. Đó các anh chị nhá. Và gì ạ? Hãy quyết định cùng nhau đồng hành cùng doanh nhân Hoàng Mai Trung để có được những cái diện cái giá trị lớn là trong tương lai, để có được những cái bứt phá theo cái sự mong cầu, cái sự khao khát của chính mình. Và gì ạ, Kim Thanh kính chúc tất cả chúng ta cùng nhau thành công ở Mayland.